Xin chào các quý bạn yêu cây cho toàn quốc nhé. Hôm nay Mạnh Hùng đang có mặt tại nhà vườn Lê Hạ, là một hội viên của Hội Sinh vật Cảnh Tràng Việt, đang có những cây rất là đẹp tại tại nhà vườn Lê Hạ đang có những cây rất đẹp, đang rất đẹp. Xin chào các quý vị, ngắm những tác phẩm đặc sắc của hội viên sinh vật cảnh Nam Việt nhé. Đây là một tác phẩm rất là đẹp, xanh dáng cỏ tuyệt vời luôn. Lá rất đẹp, đang bật đẹp. Rất đẹp. Đấy. Cây rất đẹp. Đấy, bộ này cũng rễ của nó cũng nghệ thuật đây nha. Đây là cây năm, đang rất đẹp. Rất đẹp. Đây là cây lòng. Cây lòng cỏ rất đẹp. Bẹ cây lòng. Thế à? Thế được rồi. Không có chỗ để nhà, không có chỗ để xét để mang cả đâu. Xét, tiền để nhà, không có để mang kết ra để thế được rồi, xong nó khẽ làm em ạ. Tuyệt vời. Đây tác phẩm dưới rất đẹp. Đây tác phẩm lục quân. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Em lại hoãn lại cuộc đám cưới ngày mai ra sang chuyển tháng 3 chờ 3 giờ để sáng mai anh em mình gặp. Rồi tốt quá, để sáng mai anh em mình đón Đức Huy cái. Rồi, đúng rồi, thế được rồi. Anh đang phân vân từ nãy rồi. Vâng, các bạn đang xem video quay một số tác phẩm đặc sắc nhất của vườn nghệ nhân Lê Hạ tại xóm 5, xã Tràng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Các bạn có yêu cây và có cần giao dịch thì sẽ về tại nhà vườn Lê Hạ tại xóm 5, xã Tràng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nhá. Một lần nữa chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các quý bạn yêu cây trên toàn quốc. Xin chúc các vị một ngày tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.